Xin chào mọi người, trước mặt mọi người đây là một chiếc gùi rất là đặc biệt. Đây là một trong những chiếc gùi cổ, nói chung là cổ và cũ. Hiện nay thì những người nghệ nhân mà có khả năng làm được chiếc gùi này thì không còn nữa. Đây là một chiếc gùi được bảo vệ và giữ gìn qua rất là nhiều thế hệ và người ta phải treo trên gác bếp. Đến nay thì bọn em đã sưu tầm về được. Thì mọi người có thể là quan sát. Nó được tạo ra bởi các cái sợi dây mây rất là bền bỉ và qua cái bàn tay nghệ thuật của những cái người thợ lão luyện của buôn làng. Hai cái khung xương của nó thì được tạo bằng hai cái cây tre hoặc là hai cái cây mây. Còn toàn bộ các cái sợi mây đan nhau rất là chặt chẽ. Đây là một chiếc gùi săn. Mọi người lưu ý nhé, đây là một chiếc gùi đi rừng, nó khác với những chiếc cái gùi tròn to để mà đựng nông sản gùi trên lưng. Cái gùi này cũng đeo trên lưng nhưng mà dùng cho những người thợ khi mà người ta đi săn thú ở trong rừng. Nó có một cái ống ở giữa, cái ống cao nhất ở giữa thì dùng để thực phẩm. Còn và một số cái dụng cụ, còn hai cái ống hai bên á thì người ta sẽ đựng, ví dụ như là đựng nước hoặc là đựng một số cái loại vật dụng nhỏ. Cái cách sử dụng và decor nó hiện nay á, thì về chúng ta sẽ treo lên tường đó, và chúng ta sẽ treo một bên mũi tên giống như khi người ta sử dụng, một bên sẽ bỏ mũi tên và người ta sẽ móc thêm một cái nỏ săn thực thụ đó. Như mọi người quan sát thì chúng ta sẽ trang trí bằng cái cách là chúng ta sẽ treo lên và một bên thì chúng ta sẽ gắn với một cái ống đựng mũi tên và đính thêm trên đó thì một chiếc nỏ săn thực thụ. Thì nỏ săn thì bên em vẫn đang còn một số cái sưu tầm rất là đẹp bằng gỗ chắc, gỗ cẩm hoặc là gỗ hương. Để cho anh em sưu tầm thì hiện tại một chiếc gùi quý hiếm như thế này thì giá bên em để bán ra là 3,5 triệu. Thì mọi người có thể liên hệ số điện thoại trên tiêu đề hoặc là thông tin chi tiết thì có thể kết bạn Zalo, thì bên em sẽ trao đổi thêm về cái cách sử dụng, cách trưng bày. Cái giá trên thì bên em chưa bao gồm phí ship, thì phí ship sẽ do bên đơn vị vận chuyển họ thu. Thì những cái hàng gùi như thế này thì hiện nay rất hiếm rồi nha mọi người, hiện nay là không còn có thể tìm thấy đâu ra nữa. Mọi người có thể tham khảo thêm cái hình ảnh bên em có gắn bên trên cái clip này để mà chúng ta về chúng ta decor, hoặc là một số cái hình ảnh về cách sử dụng trước đây của các cái bộ lạc Tây Nguyên. Xin chào tất cả mọi người.